Khi thấy ba bộ phận này bốc mùi khó chịu, nghĩa là thận của bạn đang suy yếu, cần sớm đi khám trước khi ung thư phát triển. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, chúng ta thường dành nhiều thời gian để chăm sóc dạ dày, tim, phổi mà quên mất rằng còn có một cơ quan vô cùng quan trọng, đó chính là thận. Theo Đông y, thận được xem như gốc rễ của hoạt động sống và nền móng của sự di truyền. Nó vừa thực hiện chức năng sinh dục, tiết niệu, nội tiết, xương cốt, huyết dịch cho đến công năng của hệ thống thần kinh. Đồng thời, thận cũng liên quan mật thiết với các tạng phủ khác, nên chỉ khi thận khỏe mạnh thì chức năng sinh lý của cơ thể mới có thể hoạt động trơn tru. Để đảm bảo chức năng thận luôn ổn định, chúng ta nên theo dõi sức khỏe của thận mọi lúc. Nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu đặc biệt nào, cần thăm khám bác sĩ để phòng ngừa nguy cơ ung thư thận có cơ hội phát triển. Theo y học cổ truyền, khi thận của bạn kêu cứu, sẽ có 3 bộ phận bốc mùi rõ rệt, đó là 1. Nước tiểu bốc mùi. Chức năng chính của thận là lọc máu và các chất thải. Thận sẽ lọc các chất thải, chỉ giữ lại protein và các tế bào máu. Các chất thải được tiết ra vào dịch lọc để hình thành nước tiểu. Chính vì vậy, nước tiểu có thể yếu tố miêu tả chức năng thận chính xác nhất. Khi thận bị rối loạn chức năng, những loại chất không có lợi cho cơ thể sẽ không được đào thải hoàn toàn. Lúc này nước tiểu phát ra mùi đặc biệt. Nếu là người có sức khỏe tốt, nước tiểu sẽ có màu vàng nhạt, mùi rất nhẹ. Nhưng nếu như màu nước tiểu đậm, mùi nặng thì hãy cẩn thận. Bên cạnh đó, nếu bạn thường xuyên tiểu đêm, thấy nước tiểu có bọt, có máu thì càng cần đi khám gấp để kiểm tra chức năng thận. 2. Miệng có mùi lạ. Hơi thở bốc mùi không chỉ là dấu hiệu của đường ruột, bệnh nha chu mà còn có thể cảnh báo các vấn đề về thận. Khi thận suy yếu, các chất độc sẽ không thể được bài tiết hoàn toàn qua nước tiểu. Chính vì thế nó có thể thoát ra ngoài qua hơi thở, mùi lúc này sẽ tương tự như trứng thối. Đương nhiên, vẫn có thể xảy ra những lý do khác khiến bạn bị hôi miệng, vì vậy bạn nên đi khám sức khỏe để có câu trả lời. 3. Hôi chân. Mùi hôi chân không chỉ xuất hiện do vận động nhiều mà còn có thể bắt nguồn từ khả năng bài tiết không tốt của thận. Khi thận bị rối loạn chức năng, độc tố càng tích tụ nhiều trong cơ thể do không được bài tiết hoàn toàn qua nước tiểu. Lúc này, mùi mồ hôi ở nách, đặc biệt là hôi chân càng trở nên bốc mùi khó chịu hơn. 5. Bất thường ở bàn tay cảnh báo bệnh suy thận nhưng dễ bị bỏ qua. Thưa quý vị, suy thận là bệnh lý tổn thương thận nặng nề nhất, ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Nhưng đáng lo hơn cả là bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa nhanh, trong khi rất nhiều người trẻ chủ quan, dễ bỏ qua triệu chứng và thời điểm tốt điều trị tốt nhất. Suy thận là tình trạng chức năng thận suy giảm dưới mức bình thường. Khi bị tổn thương, thận không thể đảm bảo các chức năng của nó, bao gồm chức năng lọc máu, sản xuất hormone, hấp thu các chất khoáng, tạo ra nước tiểu, loại trừ các chất thải và trung hòa axit, điều hòa huyết áp. Từ đó ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Nếu không muốn phải ghép thận hay khổ sở vì chạy thận cả đời, mỗi chúng ta hãy học cách sống lành mạnh và chăm sóc thận càng sớm càng sớm càng tốt. Đặc biệt là cần trang bị kiến thức, không chủ quan để tránh bỏ lỡ các triệu chứng bệnh. Trong đó có 5 bất thường ở bàn tay rất có thể đang cảnh báo suy thận sau đây. 1. Phù nề. Phù nề bàn tay là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe như tim mạch, đái tháo đường, gan mật, mang thai, dị ứng, nhưng cũng có thể cảnh báo bệnh suy thận. Nó xảy ra do tích tụ quá nhiều chất lỏng trong cơ thể. Trong khi đó, suy thận gây suy giảm chức năng lọc và loại bỏ dịch, gây áp lực lên mạch máu và khiến dịch bị rò rỉ ra ngoài, gây phù nề. Đồng thời, các mạch máu nhỏ chịu trách nhiệm lọc máu trong thận bị tổn thương, làm suy giảm albumin protein trong máu, giảm áp lực keo trong máu. Hậu quả là nước thoát ra khỏi thành mạch, gây phù nề chân tay. Cần lưu ý rằng dấu hiệu đặc trưng nhất của phù nề do bất thường ở thận là phù đối xứng, nghĩa là phù xuất hiện đồng thời ở cả hai tay hoặc ở hai mí mắt, hai chân.
Ngoài ra, phù nề do thận còn có đặc điểm là khu vực bị phù trắng mềm, lõm khi ấn vào. 2. Đổ mồ hôi nhiều. Thông thường, bàn tay cũng là bộ phận cơ thể có thể dùng để quan sát và đánh giá sức khỏe của thận. Nếu bạn thấy hai bàn tay của mình khô và không có cảm giác dính thì có thể nói đây là người có quả thận bình thường. Ngược lại, nếu đột nhiên tay bạn đổ mồ hôi nhiều hơn và kéo dài thì nên đi khám suy thận. Bởi vì lòng bàn tay thường đổ mồ hôi, có thể là do chức năng đào thải, thoát nước của thận bị rối loạn. Thông thường, theo nguyên lý vận hành của cơ thể, nước sau khi uống vào và cơ thể sử dụng, phần còn lại sẽ được thận xử lý và đào thải thông qua đường tiểu. Tất cả những phần nước dư thừa đa số bài tiết qua đường tiểu thay vì đổ mồ hôi ở tay. 3. Lòng bàn tay mẩn đỏ. Đây là một dấu hiệu cho thấy thận của bạn bị tổn thương, suy giảm chức năng. Do chức năng lọc máu và loại trừ chất thải, trung hòa axit ở thận hoạt động không bình thường gây ra. Hiện tượng lòng bàn tay mẩn đỏ thường xuất hiện nhất ở những người bị bệnh thận mãn tính. Ngoài ra, đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh gan, thường do xơ gan hoặc ung thư gan gây ra. Do gan bị tổn thương, không thể vô hiệu hóa được estrogen nên thúc đẩy giãn mao mạch, gây ra lòng bàn tay gan. Trong vài trường hợp, nó còn có thể là tác động của bệnh hen suyễn hoặc bệnh tim mạch vành. 4. Móng tay bất thường. Bất thường phổ biến ở móng tay đang cảnh báo suy thận là móng tay có những đường vân bất thường và dễ bị gãy. Với người có thận khỏe mạnh, kết cấu trên móng rất gọn gàng, toàn bộ móng trông đều màu, trơn tru và khỏe mạnh. Nhưng nếu bạn thấy rằng móng tay của bạn dễ bị gãy và kết cấu lộn xộn, vân trên móng tay nổi lên sần sùi, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đã có vấn đề ở thận. Nó cũng chỉ ra rằng khả năng trao đổi chất của cơ thể bắt đầu suy yếu, chất độc tích lũy trong cơ thể có thể chưa được thải ra kịp thời, và cuối cùng chúng tích tụ và thể hiện trên móng tay. Hoặc nếu thấy móng tay nửa trắng nửa nâu, phần nâu ở phía trên thì cũng cần đi khám suy thận ngay. Bởi tình trạng này thường xuất hiện trước khi thận của chúng ta có vấn đề. Đó là do thận tiết ra quá nhiều ure và ứ đọng lại trong cơ thể, không thải hết ra ngoài được và biểu hiện ra ở móng tay, móng chân. 5. Ngứa hoặc tê tay. Tê bì tay chân là triệu chứng rất khó tránh khỏi khi mắc bệnh suy thận hoặc một số bệnh lý về thận khác. Do thận không thực hiện được chức năng của mình nên trong cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố, từ đó gây cản trở quá trình lưu thông khí huyết, tứ chi nhận được máu nuôi dưỡng nên sẽ bị tê bì tay chân. Hơn nữa, khi cơ thể chứa đầy chất độc sẽ tìm mọi cách để đào thải chúng ra ngoài bằng cách qua da. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng phát ban, ngứa ngáy, tê bì tay hoặc thậm chí là vết loét hở. Đặc biệt, khi bệnh suy thận tiến triển, bạn sẽ bị ngứa tay ngày càng dữ dội. Đó là do ure, sản phẩm chuyển hóa của quá trình phân hủy protein và phốt pho hoặc một số chất khoáng khác, quá tải do không được thận bài tiết ra ngoài. Thưa quý vị, đến với một căn bệnh khác là nguyên nhân chính gây ra suy thận, đó chính là sỏi thận. Sỏi thận được công nhận là một trong những căn bệnh gây đau đớn nhất thế giới. Nhưng đáng sợ là nó có thể hình thành từ những thói xấu rất nhỏ. Sỏi thận là loại sỏi hình thành trên đường tiết niệu. Cụ thể, khi nước tiểu ít, nồng độ khoáng chất bên trong nước tiểu tăng cao. Các khoáng chất dư thừa này không được lọc qua đường tiểu mà lắng đọng lại tại thận. Lâu ngày, từ các tinh thể nhỏ bé chúng liên kết lại với nhau tạo thành một khối tinh thể cứng, có kích thước lớn gọi là sỏi thận. Mặc dù gây đau đớn và kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác, nhưng sỏi thận thường bị mọi người xem là bệnh nhẹ. Ngay cả việc nên làm thế nào để phòng tránh sỏi thận cũng ít được quan tâm. Trong khi có 4 thói quen rất phổ biến lại rất dễ hình thành sỏi thận sau đây. 1. Chỉ uống nước khi khát. Uống thiếu nước, chỉ uống khi cảm thấy khát là một trong những thói xấu dẫn tới bệnh sỏi thận. Bởi vì quá trình sản xuất nước tiểu cần nước, khi lượng nước đưa vào cơ thể không đủ, đương nhiên sẽ không có đủ nước tiểu để pha loãng các chất khoáng trong cơ thể. Từ đó khiến nước tiểu quá cô đặc,
nồng độ các tinh thể trở nên bão hòa trong nước tiểu và gây lắng đọng, hình thành sỏi thận. 2. Ăn quá mặn. Nếu bạn thích chấm các loại gia vị khi ăn, thích các món nêm nếm đậm đà thì nên nhanh chóng sửa để tránh xa nhiều bệnh tật, bao gồm cả sỏi thận. Dung nạp quá nhiều natri có thể làm tăng nồng độ canxi trong nước tiểu, dễ dẫn đến hình thành sỏi. Các bác sĩ khuyến cáo hàm lượng muối mà chúng ta có thể tiêu thụ là ở mức 1.500 đến 2.000mg mỗi ngày. Đó là khoảng nửa muỗng cà phê muối. Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ thêm rằng điều đáng lo là đôi khi không phải chúng ta cố tình nêm muối vào đồ ăn, mà có nhiều thực phẩm chứa sẵn một lượng natri rất lớn mà ta không hề hay biết. Nhất là các thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm muối chua, các loại nước sốt. 3. Nhịn tiểu. Dù do quá bận rộn hay đơn giản là lười biếng, thói quen thì nhịn tiểu vẫn là hành vi cực kỳ hại thận, dễ gây sỏi thận. Đây còn là nguyên nhân làm tăng áp suất nước tiểu dẫn đến suy thận, sỏi thận và tiểu không tự chủ. Quá trình đào thải nước tiểu ở hệ thống đường tiết niệu không chỉ giúp đào thải lượng nước thải dư thừa trong cơ thể mà còn giúp loại bỏ các độc tố có hại trong cơ thể ra bên ngoài. Nhịn tiểu sẽ làm cho các chất độc lắng cặn lại trong thận, bàng quang. Sau một thời gian dài tích tụ, các lắng cặn này sẽ hình thành nên sỏi thận, gây viêm cầu thận, suy thận và ảnh hưởng tới chức năng bài tiết của thận. 4. Uống nhiều bia rượu. Bia rượu là đồ uống có hàm lượng canxi oxalat và phốt phát cao. Đây là thành phần phổ biến nhất của sỏi. Người thích uống đồ uống nhưng không thích uống nước có xác suất bị sỏi cao hơn. Bên cạnh đó, việc uống bia rượu thường xuyên sẽ gây mất nước, dễ hình thành sỏi trong thận hơn. Tình trạng mất nước kéo dài không chỉ hình thành sỏi mà còn khiến cho chức năng lọc của thận bị ảnh hưởng. Còn do uống bia rượu tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ khiến thận bị tổn thương vĩnh viễn. 5. Nhịn ăn sáng. Khá nhiều người sẽ bất ngờ khi biết nhịn ăn sáng cũng có thể gây ra sỏi thận. Nhưng bác sĩ Jean Yepin cho biết, cơ thể sau khi trải qua một đêm dài nghỉ ngơi, cần bổ sung năng lượng. Túi mật sẽ bài tiết dịch mật vào buổi sáng để thực hiện tiêu hóa thức ăn. Nếu không ăn sáng, mật sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, dịch mật sẽ ở trong túi mật lâu hơn. Tình trạng này kéo dài, dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và kết tủa thành sỏi. Vì vậy, dù gì bận rộn hay lười biếng, muốn giảm cân thì cũng đừng bao giờ bỏ bữa sáng nhé. Thưa quý vị, phần tiếp theo của video hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một loại thực phẩm dứt đầy ngoài chợ nhưng lại là thuốc dưỡng thận, kiểm soát đường huyết cực hiệu quả. Râu ngô là phần sợi dài, nhỏ nằm bên trong bắp ngô. Theo thói quen, nhiều người thường bỏ đi phần này trước khi đem ngô đi luộc. Song ít người biết rằng bộ phận tưởng như vô dụng này lại chứa vô vàn chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe người sử dụng. Râu ngô có thể được tận dụng theo nhiều cách. Tuy nhiên, cách dùng phổ biến nhất là sắc nước uống. Bạn có thể dùng một nắm râu ngô cho vào nước đun sôi, ngâm khoảng 10 phút. Trước khi uống, bạn nên vắt thêm vài giọt chanh để gia tăng hương vị. Thực tế, loại thực phẩm này mang lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng. Dưới đây là một số công dụng điển hình. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Sự hiện diện của flavonoid trong râu ngô đã được chứng minh là làm giảm cholesterol. Cholesterol cao đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ xơ giữa động mạch. Kiểm soát lượng đường trong máu. Theo kết quả của các nghiên cứu được thực hiện gần đây, uống nước râu ngô giúp cải thiện các vấn đề về đường huyết. Những người có lượng đường trong máu cao thường dễ gặp các vấn đề về thận và tiểu đường hay bị đột quỵ. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Nutrition and Metabolism vào năm 2009 cho thấy nước râu ngô hỗ trợ tạo ra insulin trong cơ thể con người. Ngăn ngừa táo bón. Râu ngô giàu chất xơ có thể thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa tình trạng phân khô, giảm tình trạng táo bón. Đồng thời nó có thể làm giảm sự hấp thụ chất béo trong ruột, giúp ích cho việc giảm cân. Đối với những người bị táo bón muốn giảm cân thì uống nước râu ngô là một lựa chọn rất tốt. Chống lão hóa.
Trong nước rau ngô có chứa rất nhiều loại vitamin như vitamin A, vitamin B1, B2, B6, vitamin K, vitamin C và các vi chất ở dạng tự nhiên. Phụ nữ đều đặn uống nước rau ngô sẽ nhận được tác dụng bảo vệ da, giúp làn da căng bóng, mịn màng và đảm bảo sức khỏe. Viêm là một phần của phản ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng viêm nhiễm quá mức có liên quan đến bệnh tim và tiểu đường. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chiết xuất từ rau ngô chứa magie có thể điều chỉnh phản ứng viêm của cơ thể, tăng sức đề kháng, giảm tình trạng viêm nhiễm. Thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Trong rau ngô có nhiều chất chống oxy hóa giúp kích thích loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể, tăng cường chức năng gan, tối ưu hóa chức năng bài tiết. Đây cũng là lý do mà nước rau ngô còn được mệnh danh là thần dược giải độc cho cơ thể. Thức uống này có vị ngọt mát, thường được dùng trong mùa hè để giải nhiệt. Ngừa sỏi thận. Sử dụng rau ngô có thể làm tăng lưu lượng nước tiểu và ngăn ngừa tình trạng tạo cặn trong thận, từ đó giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Điều này đồng nghĩa với việc nước rau ngô không có tác dụng điều trị với trường hợp đã có sỏi thận. Nước rau ngô cũng hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên. Nó giúp đào thải nước thừa và chất thải từ trong cơ thể, do đó làm giảm các biến chứng liên quan đến việc giữ nước. Theo kết quả của một số nghiên cứu, uống nước rau ngô hàng ngày có khả năng ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh như suy tim sung huyết hay bệnh về thận mãn tính. Lưu ý khi sử dụng nước rau ngô. Trong trường hợp đang dùng một loại thuốc khác để trị bệnh, bạn không nên dùng chung với nước rau ngô. Cần chú ý không được dùng chung với bất kỳ loại thuốc lợi tiểu nào khác, cần có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Bạn cần tránh sử dụng nước rau ngô quá nhiều vào buổi tối, bởi nó sẽ khiến bạn khó ngủ do phải đi tiểu nhiều về đêm. Không dùng nước rau ngô thay thế nước lọc, đặc biệt đối với trẻ em, vì có thể làm cho cơ thể phải đi tiểu nhiều dễ gây ra hiện tượng mất nước. Khi mất nước có thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, làm việc sẽ kém tập trung. Phụ nữ trong thời kỳ bị đang hành kinh cũng nên uống nhiều nước rau ngô, bởi nó sẽ làm tình trạng đau bụng kinh trở nên nặng hơn. Và quý vị thân mến, không phải loại nước nào cũng phù hợp để uống, thậm chí có những loại nước có thể gây ung thư cho con người. Nước là yếu tố quan trọng để con người duy trì cuộc sống. Nước chiếm khoảng 65% trọng lượng cơ thể, tùy theo độ tuổi, giới tính và hoạt động thể chất mà chúng ta cần bổ sung lượng nước cho phù hợp. Trung bình mỗi ngày cơ thể mỗi người cần đến 1,5 lít nước từ thực phẩm, đồ uống để bù lại lượng nước đã mất và duy trì các chức năng cho cơ thể. Dưới đây là 3 loại nước nằm trong danh sách đen gây ung thư, trong đó có 2 loại đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO lên tiếng cảnh báo. 1. Đồ uống có cồn. Theo WHO, đồ uống có cồn làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu họng, thanh quản, thực quản, gan và ung thư vú. Trong đó, rượu là loại đồ uống có cồn tỷ lệ gây ung thư cao nhất. Theo nghiên cứu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, rượu và gốc tự do từ rượu có thể gây đột biến vĩnh viễn các tế bào gốc tạo máu, từ đó gia tăng nguy cơ ung thư trong cơ thể. Cơ quan này cũng đã xếp chất này trong rượu vào danh sách 120 chất gây ung thư hàng đầu. Đồ uống có cồn được chứng minh có liên quan đến nhiều loại ung thư như ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư miệng, ung thư gan. 2. Nước nóng. WHO khẳng định tiêu thụ đồ uống và thực phẩm nóng trên 65 độ có thể làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu họng và thực quản. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân bởi đồ uống sẽ làm tổn thương niêm mạc thực quản mỏng manh của chúng ta. Khi bị tổn thương nhiều lần, các tế bào của niêm mạc có xu hướng tăng sinh, dày lên để chống lại sự kích thích của nước nóng. Cũng vì thế chúng ngày càng ít nhạy cảm, lâu dần sẽ biến đổi thành ung thư. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế cũng đã liệt kê nước nóng trên 65 độ C là chất gây ung thư nhóm 2A. Khi vượt quá nhiệt độ này, cho dù đó là nước thường, trà, sữa, cà phê hay thực phẩm nóng, đều có nguy cơ gây ung thư thực quản do làm hỏng các tế bào màng nhầy của miệng và dạ dày. 3.
các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Một nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa việc tiêu thụ đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Kết quả nghiên cứu cho thấy cứ tiêu thụ nhiều thêm 100ml thức uống có đường mỗi ngày thì sẽ tăng 18% nguy cơ ung thư và 22% ung thư vú. Đặc biệt, cả nhóm đồ uống có đường nhân tạo và tự nhiên đều có nguy cơ tương tự nhau. Nguyên nhân là bởi đường sẽ gây tích tụ chất béo nội tạng, tăng lượng đường trong máu và gây viêm, cuối cùng làm tăng nguy cơ ung thư. Vì sức khỏe của cả gia đình, bạn cần tránh xa ba loại nước trên càng nhiều càng tốt. Nước là yếu tố cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể, nhưng hãy biết chọn lọc các loại đồ uống bổ dưỡng. Thay vì sử dụng nước nóng, nước chứa nhiều đường và rượu, bạn hãy tăng cường bổ sung nước lọc, trà và cà phê. Có như vậy mới có thể đảm bảo một cơ thể khỏe mạnh. 8 dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang rất thèm vận động. Quý vị thân mến, vận động thường xuyên giúp chúng ta khỏe mạnh, sống lâu hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng chú tâm hoặc có nhiều thời gian cho việc này. Theo các chuyên gia về sức khỏe, cơ thể chúng ta hoạt động hiệu quả nhất khi có sự vận động thường xuyên, và nó cũng giúp giảm nhiều nguy cơ bệnh tật. Ngay cả khi bạn tập thể dục 30 phút buổi sáng, nhưng cả ngày hôm đó bạn ngồi lì một chỗ thì vẫn không đủ để giữ cho mình khỏe mạnh, linh hoạt và có tinh thần tốt. Đó là lý do vì sao các chuyên gia khuyên bạn nên đứng dậy và di chuyển khoảng 2 hoặc 3 phút mỗi giờ. Nhưng trên thực tế, nhu cầu vận động ở mỗi cơ thể là khác nhau, và chính cơ thể có thể phát ra những cảnh báo cho bạn biết nó đang thiếu vận động. Có những dấu hiệu rất rõ ràng, nhưng cũng có những điều phải tinh tế mới có thể nhận ra. Dưới đây là 8 dấu hiệu thể chất và tinh thần hàng đầu cho thấy cơ thể bạn đang thèm vận động nhiều hơn. 1. Đau khớp, cứng khớp hoặc căng cơ. Khi đau cơ, khớp hoặc cứng khớp, nhiều người cho rằng không nên tập thể dục vì nó sẽ làm tăng tình trạng này. Nhưng thật ra, mặc dù cảm giác khó chịu có thể tăng lên thoáng qua lúc ban đầu, nhưng về lâu dài thì sẽ có tác động tích cực thực sự. Bởi vì chính việc không hoặc thiếu hoạt động thể chất thực sự dẫn đến đau và cứng khớp mãn tính bằng cách tăng tình trạng viêm và giảm khả năng vận động của khớp. Hoạt động thể chất thường xuyên hỗ trợ sức khỏe khớp bằng cách thúc đẩy sản xuất chất lỏng hoặc dịch, giúp bôi trơn khớp, giảm ma sát và tăng cường khả năng vận động. Căng cơ ở cổ, vai, chân hoặc các vùng khác có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần di chuyển. Đây là cơ thể đang giao tiếp với bạn. 2. Khó tập trung, khó đưa ra quyết định. Nếu bạn cảm thấy không thể tập trung hoặc gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề tại nơi làm việc, nhất là các vấn đề logic hoặc cần lựa chọn, thì nguyên nhân có thể là do cơ thể thiếu vận động. Thiếu vận động thể chất có thể dẫn đến giảm lưu lượng máu, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động tối ưu của não và ảnh hưởng đến sự tập trung, trí nhớ cũng như khả năng nhận thức tổng thể, và nó được gọi là chứng sương mù não. Hoạt động thể chất giúp tăng cường lưu lượng máu đến não, thúc đẩy sự phát triển của các tế bào thần kinh mới và cải thiện khả năng kết nối thần kinh. Tập thể dục cũng kích hoạt một số gen giúp cải thiện sức khỏe nhận thức và là chất kích thích mạnh mẽ giống như sự phát triển kỳ diệu cho bộ não. 3. Luôn thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng. Bạn cảm thấy uể oải hoặc buồn ngủ khi học tập, làm việc, dù ăn uống và giấc ngủ không thay đổi thì rất có thể cơ thể đang cố nói nó thèm vận động. Các bào quang trong cơ thể chúng ta chịu trách nhiệm tạo ra năng lượng được gọi là ti thể. Cách tốt nhất để cải thiện chức năng của ti thể và khuyến khích cơ thể tạo ra nhiều ti thể hơn là tập thể dục thường xuyên. Tập luyện cường độ cao ngắt quãng là một trong những cách tốt nhất để đạt được điều này. 4. Tăng cảm giác thèm ăn bất thường. Đừng tin vào câu châm ngôn rằng tập thể dục sẽ luôn khiến bạn đói hơn. Một nghiên cứu năm 2018 về chất dinh dưỡng nhận thấy rằng tập thể dục thực sự giúp hạn chế sự thèm ăn của bạn. Một nghiên cứu trên động vật gần đây hơn vào năm 2022 tại Hoa Kỳ phát hiện ra rằng tập thể dục cường độ cao, chẳng hạn như chạy, bơi lội, cử tạ và đạp xe, có tác dụng chống đói, hạn chế cảm giác thèm ăn.
Thường xuyên thèm ăn bất thường là cách cơ thể cố nói rằng bạn vận động quá ít. Và ngay cả khi bạn không tập luyện cường độ cao, tập thể dục cường độ thấp hơn như đi dạo bên ngoài đã có thể giúp ngăn ngừa việc ăn vặt vì buồn chán. 5. Trạng thái tinh thần bất ổn. Những bất ổn liên quan tới tinh thần như dễ căng thẳng, lo âu, trầm cảm, cáu kỉnh rất có thể là do cơ thể thiếu vận động. Tập thể dục là liều thuốc giảm căng thẳng tự nhiên. Nó làm giảm việc sản xuất các hormone gây căng thẳng như cortisol và kích hoạt giải phóng endorphin, chất giúp tăng cường tâm trạng một cách tự nhiên, ngay cả khi bạn chỉ tập yoga hoặc thiền. Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy tập thể dục đều đặn tốt hơn 1,5 lần so với thuốc chống trầm cảm hoặc liệu pháp tâm lý hàng đầu trong việc cải thiện các triệu chứng trầm cảm và lo lắng. Cảm giác bồn chồn hoặc cáu kỉnh có thể được điều chỉnh bằng vận động thể chất. Nếu bạn đang tức giận, một đợt tập thể dục cường độ vừa phải trong thời gian ngắn có thể hiệu quả nhanh. Ví dụ như nghiên cứu năm 2019 cho thấy 16 sinh viên đã giảm bớt trên 70% cảm giác tức giận sau 30 phút đạp xe. 6. Liên tục ốm vặt hoặc lâu khỏi ốm. Nếu bạn cảm thấy mình liên tục bị ốm hoặc chỉ một lần ốm vặt cũng kéo dài rất lâu không khỏi thì rất có thể cơ thể cố nói rằng nó cần vận động nhiều hơn. Bởi vì vận động thể chất có liên quan mật thiết tới hệ miễn dịch của bạn. Bởi vì rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục vừa phải có phản ứng chống viêm, tăng cường miễn dịch và tăng tái tạo tế bào. Tuy nhiên, ngược lại thì tập thể dục thể thao quá sức liên tục có thể gây phản tác dụng, làm suy giảm miễn dịch. Khi đang ốm cũng nên ngừng hoặc giảm cường độ vận động để cơ thể kịp phục hồi. 7. Khó ngủ, mất ngủ. Nếu bạn khó ngủ và mất ngủ kéo dài, nguyên nhân có thể là do bạn không vận động đủ. Theo đó, 30 phút tập nhịp điệu vừa phải giúp bạn ngủ nhanh hơn và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Mặt khác, không tập thể dục đầy đủ không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn mà còn dẫn đến mức độ hoạt động thấp hơn vào ngày hôm sau, có thể trở thành một vòng luẩn quẩn. Về thời điểm tập thể dục, báo cáo chỉ ra bạn nên tập thể dục bất cứ khi nào phù hợp nhất với lịch trình của bạn. Tuy nhiên, tránh tập thể dục mạnh 1 giờ trước khi đi ngủ. 8. Táo bón dai dẳng. Ít ai biết rằng táo bón dai dẳng cũng có thể là cảnh báo cơ thể đang rất thèm vận động. Một báo cáo khoa học năm 2019 cho thấy những người tập thể dục nhịp điệu 140 phút trở lên mỗi tuần, khoảng 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần, đã cải thiện các triệu chứng táo bón của họ. Đã có nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy những dặn chăm vận động đi tiêu dễ dàng và đều đặn hơn. Một phân tích tổng hợp vào năm 2022 phát hiện ra rằng mức độ hoạt động vừa phải và cao có liên quan đến nguy cơ táo bón thấp hơn và hoạt động thể chất nhiều hơn có thể giúp kiểm soát táo bón mãn tính. Chủ yếu là do vận động thể chất tác động tới trao đổi chất và nhu động ruột, cơ hậu môn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Chúng tôi thực sự mong rằng những gì mà ban biên tập chia sẻ trong video này có ích cho bạn. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào nút chia sẻ để giúp những người thân yêu của mình cùng khỏe mạnh. Hãy nhấn vào biểu tượng chuông để thường xuyên cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.